khi về già, người ta nuối tiếc điều gì nhất? Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, đời người có quá nhiều việc ý nghĩa cần phải làm. Thế nhưng, khi còn trẻ, ta lại lãng quên nó, hoặc nghĩ rằng để sau này làm cũng được. Nhưng ai biết rằng sau này sẽ thế nào, cuộc sống sẽ ra sao? Liệu ngày mai bạn còn tồn tại hay không? Ngày nay cuộc sống quá áp lực, chúng ta thường xuyên bận rộn để gây dựng sự nghiệp. Đến một ngày nào đó, quay đầu nhìn lại mới nhận ra là mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp, chỉ còn lại bao nhiêu là hối tiếc. Do vậy, việc đã muốn làm đừng để đến sau này. Đừng để khi vì già cảm thấy nuối tiếc. Thống kê toàn cầu đã đưa ra điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời khi về già. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Đầu tiên, 45% người hối hận vì không biết cách yêu thương bản thân. Nhiều người đánh đổi cơ thể của mình để lấy mọi thứ trước 60 tuổi và đánh đổi mọi thứ để lấy sức khỏe của mình sau 60 tuổi. Trên đời không có gì quan trọng hơn sức khỏe của chính bạn. Một cơ thể ốm yếu thì giàu đến đâu cũng chỉ tốn tiền vào chữa bệnh. Tuy nhiên, chẳng có mấy người khi còn trẻ dành sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Cho nên, lúc còn trẻ cứ ăn uống vô độ, thức đêm thức khuya. Đến khi về già, mắc đủ thứ bệnh rồi mới than thân trách phận thì chẳng còn có ích gì. Bên cạnh đó, để yêu người khác đúng cách, tốt nhất chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Có biết quý trọng, biết chăm sóc bản thân thì mới thấy yêu một người thật khó. Do đó, bước đầu tiên mà bạn cần làm chính là đầu tư vào bản thân mình, vào sức khỏe. Bởi lẽ có sức khỏe thì mới làm được những điều mình mong muốn. Nếu không thì mọi thứ đều như gió thoảng mây bay. Sở dĩ chúng ta ghen tị với tuổi trẻ là khi còn trẻ thì bất cứ lúc nào cũng có thể hối hận và làm lại. Nhưng một khi đã già thì nhiều thứ không thể thay đổi. Vì vậy, tuổi còn trẻ hãy chăm chỉ học hành, vui vẻ nhân đôi. Đừng để khi tuổi cao sức yếu mà thở dài, thất bại. Điều thứ hai, 57% người hối hận vì đã không trân trọng người bạn đời. Người ta có nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng họ đâu có biết nên vợ nên chồng đã là một cái duyên trời định. Những người yêu nhau, nguyện thề bên nhau là vì tình yêu. Còn khi kết hôn, trân trọng nhau phần nhiều âu cũng là vì chữ nghĩa. Say rồi mới biết rượu nồng, yêu rồi mới biết tình hồng thâm sâu. Đánh giá về phương diện tình cảm, nhiều người cho rằng khi có được rồi thì thường không biết trân quý. Có không giữ nên khi vụt mất mới tiếc nuối khôn nguôi. Thứ ba, 62% hối hận về việc giáo dục con cái không đúng cách. Lẽ tất yếu, con cái là tất cả tài sản, niềm hy vọng, tự hào của bố mẹ. Chính vì thế, nhiều bậc phụ huynh chấp nhận hy sinh, chịu đựng đau thương và tủi nhục để dành cho con cái tất cả những điều tốt đẹp nhất. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, bố mẹ cũng không muốn con động tay động chân, nâng niu từng chút một, bao bọc trong nhung lụa, chiều chuộng hết mực. Chỉ cần con cái sung sướng thì bố mẹ có phải chịu khổ đến mấy cũng không sao cả. Nhưng tình yêu ấy lại chỉ khiến đứa trẻ trở nên ngày càng ích kỷ, yếu đuối và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác. Nhiều bố mẹ vì muốn con cái mình mai sau phải giỏi giang, tài năng, làm ông nọ bà kia để nở mặt nở mày với họ hàng nên đã ép buộc, giám sát, thậm chí dùng gậy gộc để ép con mình phát triển theo kế hoạch riêng mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con. Cách giáo dục như vậy chỉ càng khiến con áp lực, căng thẳng ở cái tuổi đáng ra phải vui chơi, khám phá thế giới và học cách sống. Bố mẹ nào chẳng yêu con hết mực, nhưng yêu thế nào cũng cần phải học. Thứ tư, 73% hối hận vì không có định hướng tương lai. Nhiều người khi chọn nghề hay khởi nghiệp
yếu tố đầu tiên họ cân nhắc chính là thu nhập và cuộc sống ổn định, thoải mái. Còn e dè trước những cơ hội đầy thử thách, không có áp lực thì tự nhiên sẽ thiếu động lực. Không có động lực thì tiềm năng sẽ bị chôn vùi. Do đó, định hướng bản thân rất quan trọng, vì đó là quyết định chính xác nhất cho cuộc đời một người. Nhưng không phải ai cũng làm được, vì đến bản thân mình muốn gì còn chẳng biết. Làm sao định hướng được cho bản thân? Sống trong một nền văn hóa đã quen bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nên định hướng bản thân chắc có lẽ là một khái niệm còn khá xa lạ. Và lại, định kiến, dư luận xã hội vẫn còn nặng nề, nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Điều thứ 5, 92% hối tiếc vì họ đã không nỗ lực hết sức khi còn trẻ. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nhiều người quan niệm rằng hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn để khi về già không cần phải tiếc nuối. Làm những điều mình muốn, nhưng phải là những gì giúp ích cho bản thân. Rất hiếm những người trẻ nhận ra điều này khi chưa trải qua sóng gió cuộc đời. Hầu hết đều cố gắng ăn chơi trác táng cho bằng bạn bằng bè, ngông cuồng, chìm đắm trong những cám dỗ mê hoặc. Cứ thế, cả một đời trôi qua mang đầy tiếc nuối. Sức trẻ còn dồi dào mà không biết tận dụng để làm những việc có ích thì khi về già, hối hận cũng không đủ bù vào những mất mát ấy. Hầu hết mọi người đều tuân theo thái độ phù hợp với đám đông. Khi người khác học, họ học. Người khác làm việc, họ cũng làm việc. Người khác giải trí và tiêu khiển thì họ cũng vậy. Đương nhiên, anh ta không thể nhận được nhiều hơn những gì người khác nhận được. Nếu bạn muốn có được thứ mà người khác không thể có được, bạn cần phải trả một cái giá mà người khác không muốn trả, đặc biệt là khi bạn còn trẻ. Vì vậy, trong khi bạn vẫn còn thời gian, sức lực và thể lực, hãy nhanh chóng lập một kế hoạch thiết thực, rồi bắt đầu thực hiện từng bước kế hoạch này. Và cuối cùng, bạn sẽ thành công. Quý vị thân mến, cuộc sống là những chuyến đi. Hãy sống thật tốt, hãy trân trọng nó và đừng để những điều nhỏ nhặt không đáng có làm cản trở bản thân. Nếu học được 4 điều không đáng sau, thì bạn có thể sống trong những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời này một cách thảnh thơi, thoải mái và vô tư. Thứ nhất, những tranh luận không cần thiết, không đáng để tranh cãi. Người Trung Quốc cho rằng, trong cuộc sống, 10 từ này vô cùng quan trọng, đó là không phải việc của anh và không phải việc của tôi. 10 từ này gần như giải quyết được 80% phiền phức, lo âu trong cuộc sống. Nếu ngày nào cũng phải đi giải thích hết chuyện này đến chuyện khác với người khác, vậy thì quỹ thời gian của bạn lúc nào cũng lãng phí vào mấy cuộc tranh luận. Tâm trạng đang tốt của bạn cũng vì những cuộc tranh luận này mà trở nên tệ đi. Tranh luận với người không cùng trình độ là một kiểu tiêu hao lãng phí, không cần thiết. Họ chưa từng đến nơi mà bạn đã đi, không biết đến cuốn sách mà bạn đã đọc, không biết người mà bạn biết thì làm sao có thể nói cho họ hiểu được. Giữa đôi bên, nếu tồn tại một khoảng cách quá lớn, thì để hiểu nhau sẽ là một sự nỗ lực vô cùng lâu dài và vô ích. Bạn đứng trên đỉnh núi và nói với họ rằng trước mặt họ là đại dương, nhưng họ đang ở lưng chừng núi. Làm sao có thể thấy đại dương khi trước mắt chỉ thấy cảnh hoang tàn? Vậy nên, thay vì tranh luận với họ, thà đi về phía đại dương và làm việc của chính mình. Thứ hai, những chuyện vô nghĩa không đáng để canh cánh trong lòng. Rất nhiều người bị cuộc sống vùi dập, không phải là do những vấn đề khó khăn, to lớn khó giải quyết, mà lại vì những chuyện nhỏ nhặt quá đỗi tầm thường. Bởi vì những việc nhỏ bé vặt vãnh kia có thể không ngừng làm tiêu hao tinh thần và sức lực của con người. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá phải trả. Nếu bạn lãng phí thời gian cho những việc không đáng, thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác. Thay vì lãng phí cuộc đời
để vướng vào những điều không đáng có. Tốt hơn hết, bạn nên tiến về phía trước ngay lập tức, không vướng bận, không hối hận và không ngoảnh đầu nhìn lại. Điều thứ ba, đánh giá người khác không đáng bận tâm. Người khác nói vài câu đã bực tức dậm chân, đó là trong lòng vẫn chưa đủ bình tĩnh. Một người có nội tâm phong phú, họ luôn sống là chính mình, chứ không phải sống trong miệng lưỡi của người khác. Và cuối cùng điều thứ tư, những mối quan hệ đã đi quá xa, không đáng để níu kéo. Có một câu nói như thế này, không biết từ lúc nào mà mọi thứ đồ đều có hạn sử dụng. Cá thu đao sẽ hết hạn sử dụng, thịt hộp sẽ hết hạn sử dụng, thậm chí cả bọc ni lông cũng hết hạn sử dụng. Các mối quan hệ của con người cũng vậy, có một số người không nên cưỡng ép, có một số mối quan hệ không nên níu kéo. Nên học cách chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể ngày càng xa cách, và phải chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể nói lời ly biệt. Cuộc đời là những chuỗi ngày ly biệt. Không nên giống như đứa trẻ, cứ cố nắm lấy đồ vật không muốn buông. Chỉ có cách buông bỏ đi mới có thể nhận về phần thưởng tốt hơn. Với những người không đáng, với những chuyện không đáng, hay với những thứ đồ không đáng, chúng chỉ đang cố gắng tước đoạt đi những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống của bạn mà thôi. Điều bạn cần làm là giành lấy những thứ tốt đẹp vốn thuộc về bạn từ tay những thứ không xứng đáng đó. Đừng đánh giá quá cao mối quan hệ của bạn với bất kỳ ai, và cũng đừng đánh giá thấp khả năng độc hành của bạn. Chỉ có cách không vướng bận những chuyện không đáng thì mới có thể làm được điều này. Đó là trong lòng vô ưu vô sự, trong lòng vui vẻ, an nhiên.